tại sao vậy hả Sam? Tôi thật sự là tôi rất là thất vọng về bà luôn á. Tại sao mà tôi qua tận thế giới phép thuật này để tôi kiếm bà, mà tại sao bà lúc nào cũng lẩn tránh tôi, thậm chí khi mà tôi kêu bà cũng không thèm nhìn mặt tôi luôn, là sao vậy hả? Ủa? Bà ai vậy? Mình với bạn có quen nhau á hả? Hả? Ủa bà hỏi gì vậy Sam? Rõ ràng là bà đang cố tình, bà giả vờ như là không quen tôi đúng không? Tôi với bà là bạn thân với nhau từ bên thế giới loài người. Tôi đã rất là cố gắng để có thể gọi là qua bên thế giới phép thuật này để kiếm bà. Vậy bây giờ mà bà kêu là tôi là ai là sao? Ủa? Bạn nói gì vậy? Sao mà không hiểu gì hết trơn vậy? Mình với bạn có quen nhau hả? Ủa? Bà bị cái gì vậy Sam? Tính ra là tôi với bà là bạn thân của nhau mà. Sam! Thôi, hai đứa học trò cưng của ta, các em vẫn chưa về nhà hả? Ủa, thầy ơi, thầy cho em hỏi thầy này với. Thầy có còn nhớ cái bạn Sammy mà em có nói với thầy là em qua bên thế giới phép thuật để kiếm bạn ấy á? Thì bạn Sammy là bạn này nè, nhưng mà tại sao bạn ấy lại không nhớ em là ai vậy thầy? Ai, trời ơi, cậu bé này còn ngây thơ quá. Thế giới phép thuật và thế giới của con người là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Và từ lâu nay chúng ta có một quy định, đó chính là khi trở về từ thế giới loài người, tất cả những ký ức đều bị xóa sạch hết. Ủa? Cái gì kỳ vậy thầy? Có nghĩa là nếu như Sammy ở bên thế giới bình thường, thế giới của loài người, Sammy với em là bạn thân với nhau, vậy thì có nghĩa là khi qua bên thế giới phép thuật thì Sammy sẽ không biết em là ai hết hả thầy? Đúng vậy, bởi vì có rất nhiều những mối thù oán nó xảy ra giữa con người và phù thủy, nên chúng ta đã sinh ra cái luật đó để bảo vệ con người thôi. Em nên quen dần với điều đó đi. À, vậy có nghĩa là Sammy không nhận ra mình là ai sao? Mục đích của mình đến với thế giới phép thuật này là để tìm lại Sammy. Nhưng bây giờ, ngay cả Sammy còn không nhớ mình là ai, thì liệu mình còn lý do gì để ở lại thế giới này chứ? Con định đi đâu? Hả? Ủa? À, dạ, con chào thầy ạ. À, dạ, chẳng qua là con đang có một tí chuyện buồn á, cho nên là con muốn ra ngoài đây để ngắm hoàng hôn một tí ấy mà. Ờ, chuyện buồn hả? Trời ơi, mới đến trường này đã gặp gì khó khăn hay sao mà đã buồn nhanh dữ vậy? À, dạ, thật ra thì cái đó cũng chỉ là chuyện riêng của con thôi. À, thật ra là con đang nhớ một người bạn, nhưng mà người bạn này lại không nhớ tới con, cho nên là con đang cảm thấy khá là buồn thầy ạ. À, tao biết con nói đến ai rồi, nhưng mà Phong à, con là con trai, và nhiệm vụ của con ở thế giới phép thuật này không chỉ đơn giản là đi tìm kiếm một người bạn, mà gần như tương lai của thế giới phép thuật này hiện tại đang đặt vào tay con phải giữ vững quan điểm và lập trường của mình, và phải mạnh mẽ hơn chứ. Thầy nói như vậy là sao ạ? Con không hiểu gì hết. Thôi được rồi, bây giờ con đi theo ta, rồi con sẽ hiểu tất cả những gì mà ta vừa nói với con thôi. Ủa? Đi đâu thầy? Cứ đi theo ta. Ủa thầy ơi, thầy bảo rằng là thầy muốn đưa em tới một nơi mà thầy nói. Ủa, nơi này là nơi nào vậy thầy? Xin giới thiệu với em, đây chính là tầng cao nhất trong tòa nhà này. Và nơi đây cũng là nơi chứa đựng căn phòng truyền thống của ngôi trường mình. Giờ đi theo ta, lại lên. Dạ vâng. Cái phòng này là phòng truyền thống sao? Wow. Đúng rồi, một cái đây gương là căn to phòng quá truyền thống. Ủa thầy ơi, cái gương kia là gì vậy à? Chiếc gương này hả? Đây là một chiếc gương thần. Nó có thể có tác dụng cho ta triển khai những phép thuật tối cao nhất, để có thể hiển thị lên tất cả những gì của quá khứ, của tương lai. Đây cũng chính là nơi mà ta đã phát hiện ra em đó. À, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì với chiếc gương thần này hả thầy? Bây giờ hả? Đứng lùi lại một bước đi. Dạ vâng. Abulabaka! Wow! Trời ơi! Em muốn biết câu chuyện của mình thì hãy có thể nhìn vào tấm gương này. Nó sẽ cho em biết tất cả những gì mà tao muốn nói với em. Dạ vâng, vậy là bây giờ em chỉ cần nhìn vào cái gương này thôi là được đúng không thầy? Đúng rồi, hãy nhìn thật sâu vào nó. Dạ vâng ạ. Wow, trời ơi, cái gương này đẹp quá mấy bạn ơi. Bây giờ chỉ cần nhìn vào nó thì mình sẽ biết được câu chuyện của thầy là gì sao? Để nhìn thử xem.
cách đây 100 năm về trước, thế giới phép thuật là một thế giới vô cùng bình yên, con người sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi, một ngày nọ, đã có một tên phù thủy hắc ám xuất hiện. Hắn ta từng là học sinh của trường học phép thuật này, và hắn cũng chính là người duy nhất có thể học được toàn bộ cấm thuật hắc ám. Có thể nói, hắn ta là kẻ còn độc ác hơn cả quỷ dữ, và là nỗi khiếp sợ của con người. Tên của hắn ta là Chúa Tể Bóng Đêm. Và rồi, hắn ta đã quay trở lại trường học phép thuật. Vì hắn là một phù thủy hắc ám có sức mạnh tối thượng, nên chỉ trong vòng vài giây, hắn ta đã phá hủy cả ngôi trường này. Kể cả thầy cô trong trường và cả học sinh, không ai có thể trốn thoát được, khiến cho hàng trăm người phải thiệt mạng, làm cho thế giới phép thuật dường như chìm trong biển lửa. Cứ nghĩ là sẽ không có ai có thể đánh bại được hắn, nhưng đã có một người xuất hiện. Đó chính là thầy hiệu trưởng lúc còn trẻ. Thầy hiệu trưởng vì muốn ngăn cản Chúa Tể Bóng Đêm làm hại đến ngôi trường này, nên đã xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt. Cái tên phù thủy hắc ám đáng ghét, tại sao ngươi dám làm hại đến ngôi trường của ta, hả? Ngày tàn của thế giới phép thuật đã đến rồi. Chính tay ta sẽ tiêu diệt thế giới này. Thế giới phép thuật và ngôi trường học này là niềm tự hào của ta. Ngươi đừng có mong phá hủy nó. Niềm tự hào của ngươi sao? Nó cũng chẳng là gì trong mắt của ta cả. Ngay bây giờ, ta sẽ dùng hết tất cả sức mạnh bóng đêm của ta để tiêu diệt thế giới này. Vậy thì hãy xem sức mạnh của phù thủy ánh sáng đây. Thuật phong ấn. Cái gì? Người đã thấy gì chưa? Đây chính là phép thuật tối cao của phù thủy ánh sáng. Còn bây giờ, ta sẽ phong ấn vĩnh viễn người trở về thế giới bóng tối. Hãy đi về nơi thuộc về ngươi đi. Có chuyện gì vậy? Hả? Tại sao ở đâu lại xuất hiện nhiều kiếm phép thuật quá vậy? Hóa ra đây chính là phép thuật phong ấn của bọn phù thủy ánh sáng các ngươi sao? Nhưng mà ta không sợ đâu. Hãy nhớ đó, một ngày nào đó ta sẽ quay trở lại để báo thù. Trời ơi, chuyện gì mới vừa xảy ra vậy trời? Ủa thầy, thầy cho em hỏi, từ nãy đến giờ em đã bị thôi miên hay là em đã lạc vào một giấc mơ gì đó mà em nhìn thấy có một người tự xưng là Chúa Tể Bóng Đêm rồi còn chiến đấu chung với hai người nào đó nữa? Ủa, chuyện đó là như thế nào vậy thầy? Tất cả những gì em vừa được chứng kiến đều là sự thật. Vụ này đã xảy ra từ cách đây rất nhiều năm rồi. À, hóa ra là Chúa Tể Bóng Đêm là có thật sao? Ờ, đúng rồi, Chúa Tể Bóng Đêm. Trước kia em có nghe Sammy nói một lần, nhưng mà em cũng chưa thấy được khuôn mặt của hắn như thế nào, bởi vì hắn ta có đeo một chiếc mặt nạ. Hồi nãy em bị thôi miên hay là em vào một cái giấc mơ nào đó em cũng không biết nữa, nhưng mà em đã thấy được hai người đang chiến đấu với tên Chúa Tể Bóng Đêm đó. Hình như cái người đó là thầy phải không thầy? Đúng rồi, đó chính là ta. Nhưng khi ấy ta còn rất trẻ, và người đứng gần ta chính là vợ ta đó. À, hóa ra thầy là người đã có thể giam cầm được Chúa Tể Bóng Đêm à? Thầy giỏi thiệt đó. Vậy là từ nay là thế giới phép thuật được hòa bình rồi đúng không thầy? Không hẳn. Rất nhiều năm về trước, tên Chúa Tể Hắc Ám đó đã quậy phá nguyên một vùng đất phép thuật này. Những gì con vừa thấy chỉ là biện pháp tạm thời của ta vào thời mà ta còn trẻ thôi. Nhưng đến bây giờ thì dường như nó đã không còn tác dụng nữa rồi. Hả? Vậy có nghĩa là Chúa Tể Bóng Đêm hắn ta có thể hồi sinh sao? Đúng vậy. Đó là lý do vì sao mà ta tìm đến con, và con đang đứng ở đây đó. Ủa? Tại sao chứ? Con thì có liên quan gì đến Chúa Tể Bóng Đêm chứ? Con chỉ là một thằng học sinh mới, con còn chưa biết giỏi phép thuật nữa, thì con liên quan gì đến Chúa Tể Bóng Đêm chứ? Mỗi một thời kỳ phép thuật đều có thể giúp cho chúng ta đào tạo nên những con người có sức mạnh phép thuật của chính nghĩa một cách mạnh mẽ. Và trong số tất cả những pháp sư đó, mỗi thời đại đều có một pháp sư tối cao. Ta là pháp sư tối cao của thời đại trong nhiều năm vừa qua. Nhưng tới nay con đã thấy đấy,
ta hiện tại không còn sức lực để có thể chống chọi với thế lực hắc ám nữa. Và chiếc gương thần này đã chỉ cho tất cả chúng ta một con đường mới, một tương lai mới và một hy vọng mới. Nó đã tìm thấy con. Hả? Cái gì? Là con á? Thầy ơi, thầy đùa hoài à. Con chỉ là một hàng học sinh mới, con còn chưa giỏi phép thuật nữa. Làm sao mà con có thể trở thành một pháp sư tối cao được chứ? Thầy giỡn hoài à. Muốn trở thành một pháp sư tối cao thì mọi thứ không đơn giản chỉ là học tập, mà nó còn dựa vào trái tim. Con là một chàng trai sở hữu một trái tim nhân hậu, và chính trái tim cộng với tinh thần dũng cảm ấy, nó sẽ đưa con trở thành pháp sư vĩ đại nhất của thế giới phép thuật. Hả? Con sẽ là người vĩ đại nhất của thế giới phép thuật sao? Đúng vậy. Vậy có nghĩa là thầy kiếm con tới đây là để con tiêu diệt tên chúa tể hắc ám đúng không? Đó không phải là ta kiếm con, mà là vận mệnh của con. Mọi thứ nó đã chọn con ngay từ khi con sinh ra. Trời ơi, làm sao mà mình có thể tiêu diệt được cái tên chúa tể hắc ám chứ? Mà thầy ơi, con nghĩ rằng là thầy nên kiếm người khác đi, con không làm được đâu. Thôi cũng được. Nói chung là con tạm thời con ở đây một thời gian cũng được. Nhưng mà con nghĩ rằng là con không phải là người thích hợp đâu. Cho nên là thầy, con nghĩ là thầy nên kiếm người khác đi nha. Con vẫn sẽ học tập ở đây, nhưng mà thầy kiếm người khác đi, con không làm được đâu. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời? Làm sao mà mình có thể tiêu diệt được tên chúa tể hắc ám chứ? Thầy giỡn hoài thầy. Trời ơi, thôi về phòng ngủ vậy. Thôi nói chung á, là thầy cũng đã gọi là tin tưởng mình, thầy muốn giữ mình ở lại thì thôi, mình vẫn ở lại thôi. Nhưng mà còn cái việc mà tiêu diệt chúa tể hắc ám á thì chắc là mình không làm được đâu. Nghĩ sao mà mình có thể tiêu diệt được hắn ta chứ? Hắn ta khỏe đến như vậy mà, ngay cả thầy lúc còn trẻ mới tiêu diệt được hắn. Thầy là còn là hiệu trưởng của trường học phép thuật mà thầy còn phải tốn biết bao nhiêu sức mới tiêu diệt được hắn. Mà nghĩ sao mình chỉ là một thằng nhóc con mà có thể tiêu diệt hắn được chứ? Hey, thôi nói chung là bây giờ mình về phòng ngủ thôi. Cuối cùng cũng tới phòng ngủ rồi. Mệt quá trời quá đất luôn á. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi các bạn ơi. Nhưng mà không biết giờ này Sammy đang làm gì nhỉ? Tính ra là mình chỉ có đúng một người bạn duy nhất là Sammy thôi các bạn ơi. Nhưng mà Sammy bây giờ cũng không nhớ mình là ai luôn. Vậy thì bây giờ mình sống ở đây để làm gì nữa trời? Đáng lẽ là mình đã phải về thế giới bình thường rồi, nhưng mà vì thầy hiệu trưởng cho nên là mình mới ở đây thôi. Thật sự là lúc này mình rất là nhớ Sam luôn á. Cái thằng người mới này sao chịu đi ngủ đây còn thức nữa. Ủa Caron, tính ra là bây giờ là khuya lắm rồi đó mà ông còn đi ra ngoài làm gì vậy? Tính ra là thầy hiệu trưởng đâu có cho ra ngoài vào buổi tối đâu. Ui giời đất ơi, tôi nói ông nghe nè, bây giờ á đi ra ngoài á chỉ cần trốn đi là được chứ gì. Có cái chổi này, ê, không được nói cho ai biết nghe chưa, không được nói cho ai nghe đó. Rồi, ủa mà khoan, tính ra bây giờ tối rồi ông còn ra ngoài trời làm gì vậy? Thì tôi đi chụp hình nè, đó có cái máy ảnh đây nè, đi chụp hình thôi. Máy ảnh á? Ủa kỳ vậy ta? Tính ra đây là thế giới phép thuật, là con người ở đây đâu có những cái đồ hiện đại như ở thế giới bình thường đâu. Thế giới bình thường của con người hiện đại á là còn có máy ảnh nè, xe hơi, xe máy, tivi, tủ lạnh. Còn ở đây thì làm gì có. Ông kiếm cái máy ảnh này ở đâu ra vậy? Cái máy ảnh này hả? Cái máy ảnh này tôi lấy ở trong kho của thầy hiệu trưởng á. Chết, lỡ nói ra luôn rồi. Ê, bạn ơi, nhớ đừng kể cho ai nghe nha bạn ơi. Tại sao trong kho của thầy hiệu trưởng lại có máy ảnh? Tính ra là cái này là đồ của con người hiện đại mà. Con người hiện đại. Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ thoang thoảng á, là hôm bữa có một người bạn kể với tôi là ở thế giới phép thuật này trước đây cũng đã từng có một con người tới đây và anh ta đã đem theo cái máy ảnh này nè, cho nên là giờ tôi mới có thể lấy được á. Hả? Một con người đã từng đi đến đây và đem theo máy ảnh? Ồ, vậy có nghĩa là anh ta cũng là con người hiện đại giống như mình. Ồ, hóa ra không phải rằng có một mình là con người hiện đại các bạn ơi. Hóa ra còn theo một người đó hả? Ủa, mà anh ta tên là gì? Anh ta ở đâu? Các bạn biết không? Trời, làm sao mà tôi biết được? Cái chuyện này lâu lắm luôn rồi đó. Mà tôi nhớ là có người bạn kể với tôi là bây giờ không ai biết anh ta đang ở đâu nữa. Và bây giờ anh ta mất tích luôn rồi. Ồ, thì ra là vậy à. Ồ, mà từ nãy giờ ông có chụp được hình gì đẹp không cho tôi xem với? Thì cũng chụp được, mới học chụp nên chụp hơi xấu tí nha. Đây, đâu? Đó. Đó, hình nè, nó thấy trường đẹp quá cho nên chụp cái trường thôi chứ có gì đâu. Thấy trường đẹp quá cho nên chụp cái trường hả? Ê,
cái này chính là cái cây cầu mà chúng ta đi đến trường nè. Wow, còn cái này là ở trước cổng trường nè. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Trời, ông còn đứng selfie nữa hả cây? Thì có máy ảnh để làm gì, mình phải đứng selfie chứ, trời ơi. Trời ơi, bạn coi nè, ông còn đứng đây ông selfie nữa hả bạn? Trời ơi trời, ôi tính ra ở đây hoa được kiểu đẹp quá ha. Ủa, hình của ai đây? Ủa, hình như đây là Sammy mà. Ủa, cay. Ủa, sao tự nhiên trong đây hình như là tôi thấy có một bạn nữ phải không cay? Tôi thấy ở trong bức hình này hình như là nó có một bạn nữ hay sao nè, cay ơi. Gì bạn nữ? Cái này là bạn nam. Trời đất ơi, ông nói sao bạn nữ vậy trời? Bạn nam á, nó mới mặc áo xanh mà. Đâu, ông nhìn đi, rõ ràng đây là Sammy, mà Sammy là nữ mà. Ủa mà khoan, từ từ. Ủa, ông nói đúng hả? Tính ra là trường học này chỉ có bạn nam mới mặc đồ xanh, còn nữ thì thường sẽ mặc đồ màu tím mà ta. Ủa, vậy tại sao Sammy lại mặc đồ màu xanh? Hả? Cay, cho tôi hỏi ông này coi. Trong trường học của chúng ta có phép nào được gọi là phép biến hình để giúp chúng ta biến hình thành người khác được không? Phép biến hình để biến thành người khác hả? À, hình như là có đó. Nhưng mà cái kỹ năng này á, ông phải gọi là tới cái tầng gọi là thượng thừa luôn, ông có thể sử dụng được. Chứ còn á, những cái người học viên như tụi mình á, làm sao mà sử dụng cái phép đó được? À, hóa ra là có phép biến hình nè. Mấy bạn ơi, mình nhớ rồi. Hình như lần trước lúc mà mình gặp Sammy ở ngoài đây, Sammy cũng mặc một bộ đồ màu xanh. Ai ngồi bên dưới kia vậy ta? Ủa? Wow, người nào mà nhìn đẹp dữ á trời. Ánh sáng chiếu lấp lánh luôn kìa bạn ơi. Đẹp quá vậy. Mà khoan, mái tóc màu xám đó không thể nào sai được. Mái tóc màu xám đó chỉ có thể là Sammy. Nhưng mà cái hôm mình gặp Sam ở ngoài sân thi đấu thì Sam lại mặc đồ màu tím. Vậy có nghĩa là cái người lần trước mình gặp ở đây là kẻ giả mạo. Nhưng nói chung hắn ta là con trai, bởi vì hắn ta mặc một bộ đồ màu xanh. Nhưng mà hắn ta đã không để ý đến điều đó và hắn ta đã giả mạo Sammy. Chẳng lẽ người lần trước mình gặp là giả mạo sao? Vậy chẳng lẽ có nghĩa là Sammy mất trí nhớ là có lý do sao? Mình không tin là Sammy có thể mất trí nhớ đâu. Chắc chắn là có điều gì đó bí ẩn ở đây. Đúng rồi, mình đã hiểu. Ủa, Phạm ơi, sao tự nhiên hôm nay ông lại nấu ăn cho tôi ăn vậy? Thì có gì đâu, chẳng qua là hôm nay là tôi rảnh á, cho nên là tôi muốn nấu ăn cho Sam ăn vậy thôi mà. Tôi thích thì tôi nấu thôi chứ có gì đâu. Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Sẵn hôm nay tôi có chuyện này muốn hỏi bà. Bộ bà thật sự không nhớ tôi là ai thiệt á hả? Ông là ai hả? Thật sự bây giờ tôi không nhớ gì hết trơn luôn á. Tính ra là tôi với bà chính là bạn thân với nhau ở bên thế giới con người luôn á. Nhưng mà không hiểu sao từ lúc qua bên thế giới phép thuật thì bà lại không nhớ tôi là ai. Thật sự là tôi cảm thấy cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà chắc không sao đâu. Chắc là từ từ rồi thì bà cũng sẽ nhớ tôi là ai thôi mà. Mà thôi đi, bây giờ tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên nói đến chuyện buồn đâu. Bây giờ tôi mời Sam qua đây là để gọi là ăn đồ ăn chung với tôi mà. Cho nên là thôi đừng nhắc đến chuyện buồn nữa. Nè, Sam ơi, hôm nay này nha, tôi có chuẩn bị cho Sam nguyên một con gà quay rất là ngon luôn nè. Ở đây còn có thêm bánh mì nữa nè. Và trái cây nè, Sam thích không? Thích dễ sợ luôn á, bữa nay tôi đang đói đó nè. May trời ghê. Ôi, nhưng mà khoan từ từ, còn một món rất là đặc biệt nữa. Đây, tôi sẽ cho Sam xem nè. Đây, đằng sau nè, tôi đang nướng từ nãy giờ nè, thấy không nè. Tôi đang bỏ lên cái bếp lửa tôi nướng rồi nè. Đây, xin giới thiệu với Sammy. Đây chính là món cá nướng. Ôi, Sammy, ông biết tôi thích ăn cá nướng hả? Hay đúng rồi, tất nhiên là tôi phải biết rồi. Trời ơi trời, tôi là bạn thân của bà mà. Bà biết không, để có thể kiếm được những con cá nướng thơm ngon này nè, là nguyên ngày hôm nay tôi phải dành 3 tiếng đồng hồ. Tôi ra ngoài biển á, để tôi câu về đó. Chứ phải là dễ đâu nha. Ở đây là tôi có cá hồi nè, với lại là cá tuyết nè. Sam thích ăn cá nào? Tất nhiên là tôi thích ăn cá hồi nướng rồi. Ok, của tôi. Cá hồi nướng đúng không? Đây bây giờ nè, Sam sẽ ăn cá hồi nướng nha. Còn Phong thì Phong sẽ ăn cá tuyết. Đấy. Thôi rồi, giờ Sam ăn thử đi. Bây giờ tôi ăn thử nha. Wow, thơm dữ vậy. Ui, tôi đang ăn giỏi quá à. Tất nhiên là phải thơm rồi. Tại vì trong đây là tôi có ướp gọi là rất là nhiều gia vị, rất là ngon luôn. Đây tôi còn nhiều nè. Nè, Sam ăn thêm đi. Đây, giờ tôi bỏ trên bàn nè. Đấy. Ôi, nhiều dữ vậy. Cảm ơn Phong nha. Wow. Cá tuyết này cũng ngon nè.
Mà bộ Sam thích ăn cá đến như vậy luôn hả? Tất nhiên rồi, tất cả loại cá tôi đều rất là thích luôn. Tại vì cá rất là ngon và bổ nữa. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta nhập tiệc thôi Sam ha. Rồi ăn ok thôi. Ăn thôi. Trời ơi, cá ngon các bạn ơi. Nhầm. Trời ơi, no quá trời quá đất ngon luôn. Ngon quá trời đất luôn. Trời ơi, tính ra hôm nay nha, tôi không hiểu sao luôn á, mà hôm nay tôi nấu ăn ngon ghê luôn á Sam. Gà quay nè, bánh mì nè, rồi cá nướng nữa. Trời ơi trời, món nào cũng ngon hết trơn luôn á. Sam thấy sao? Công nhận là ông nấu ăn ngon y chang đầu bếp luôn á. Trời ơi, tôi là tôi phải giỏi hơn đầu bếp luôn á, chứ y chang đầu bếp gì nữa. Nhưng mà bây giờ trễ mất rồi, bây giờ chắc là tôi phải về sớm rồi, tôi đi ngủ nè, mai còn có tiết sớm. À đúng rồi, bây giờ trời cũng trễ mất tiêu rồi, hình như là ngày mai là có tiết học phép thuật đúng không? Đúng rồi, thôi bye bye Phong nha. À, mà có gì bữa sau nấu ăn cho tôi ăn tiếp được không? Ngon được, quá à. Được, trời ơi, tất nhiên rồi. Miễn là bà thích là tôi sẽ nấu với bà ăn tiếp. À, hay là lần sau tôi nấu món gì ta? Cá heo nướng được. Cá heo nướng hả? Đúng cá rồi. Dữ vậy? Ăn được không? Thôi tôi heo quá à. Tôi giỡn á, trời ơi, cá heo người ta dễ thương vậy mà ai mà đem đi nướng được. Thôi bây giờ Sam về hả? Ừ, thôi bye bye nha, mai gặp lại nha. Bye bye. Bye bye. Ủa, Phong, ông làm gì vậy? Làm gì sao? Đừng có diễn kịch nữa, cái đồ giả mạo.